Hai. Ok, rồi xin chào toàn thể anh em đam mê luôn nha. Thì bữa nay mình rảnh mới đi đá banh về nè. Đá 3 tiếng đồng hồ. Nó khá mệt. Thì bữa nay mình làm cái đây, đây. Mình làm cái clip. Tại vì tặng bây giờ mình chưa có mở banh cái này ra anh em. Thì bữa nay mình thử mở banh nó ra thử. Đấy, đèn nữa nè. Mình vẫn thích cái tâm nó nè anh em. Tâm lưới mình rất là thích. Nếu như mà cái này không nhảy tâm là trời nó ok á. Để mình bích lại để cho anh em thấy cái tâm này. Mình vẫn thích cái tâm lưới đây. Đấy, anh em thấy rõ chưa? Để mình tăng cái đuổi sáng lên coi. Mình thích tâm lưới đây. Nó dễ canh cái đường đạn lắm. Thì bây giờ mình sẽ tắt cái đèn đèn ở đó. Mình sẽ mở banh nó ra nha anh em. Trước tiên là mở cái đây. Mình sẽ mở banh nó ra luôn. Cái kính này là lúc trước kính xịn nha. Kính xịn là nó có cái tim nè nè. Và cái chữ nè. Chữ là nó khắc luôn nè anh em. Nó khắc vô luôn. Nó khắc vô đây luôn. Giờ mình sẽ mở cái phần này. Mình khoan con ấp định tâm đây nè. Nè, nó không có nhảy tâm nữa nè. Nhưng mà ngược lại một cái á, là cái này nó mình chỉnh nó không có chạy qua được. Thành ra mình thay nó thành một cái kính khác. Rồi bây giờ mình mở cái nào ta? Mở cái này. Kính này thì do là mình thấy mình chỉnh nó không được nên mình không có thanh lý vậy. Tại vì thanh lý là thanh lý cái đồ cho anh em chơi được. Mới thanh lý. Tại vì có một bạn fan mình ấy. Thì cũng xem clip mình. Rồi hỏi là cái ống bơm mà đợt trước mình làm cái clip mình mở banh ống bơm ra đó anh em. Hỏi là có bán miếng không? Bán cho bạn đó cái ống. Mình nói là không có bán. Tại vì bán là bán cho anh em là bán cái đồ nó được chơi. Tại vì cái ống bơm nó thực chất nó không phải hư. Mà do là mình không biết sửa. Để hồi nào mình tháo ra hết. Mình thay bộ ron sim khác vô thử. Cái này sao mở hoài nó không ra nhỉ? À. Một tấm kính khá dài. Xem bằng tay coi. Khi tìm thuốc phẩm. Kính khá dài anh em. Mình đụng cái tay vô đây nó dính cái dấu vân tay rồi nè. Để mình lấy cái giấy mình lát nữa mình lấy cái giấy mình chùi nó mới được. Rồi một cái ở trên đầu. Còn trong đây. Cái nét lại giùm bố cái coi con. Giống mình nhà nó có cái nước gì chảy đúng không anh? Rồi. Mình thấy nó bị mốt méo gì đây nè. Đấy anh em thấy rõ chưa? Cái gì vậy? Nó bị mốt hả? Ừ nó bị mốt. Nó bị mốt. Rồi ok giờ mình sẽ tháo banh nó ra để coi tháo cái đường nào nữa nè. Cái khớp này không biết là. Để lấy cái lục giác. Còn cái gì ha? Còn cái gì mà sao tại sao mình mở cái khúc này nó không chịu ra? Chắc là phải lấy cái kìm chờ nữa thôi nè. Nó tróc thì cũng phải chấp nhận thì chứ biết làm sao. Căng á. À. Cứng quá.
khá cứng, để mình nghiên cứu cái sao mình mở đây ra được ta. Mở cái phần đây ra được là chỉnh sẽ được nè. Cái phần này là khớp nối chứ. Nhỏ điện thoại lại cái đại ca. Mở cái đây ra đây. Giờ mở cái khúc đây trước đi. Tới đây thôi. Ôi trời mẹ ơi, nhà này dành cho mấy thằng cặn. Phải mở con ốc đây ra nè. Lấy cái gì mà mở cái đuôi vít đó là mình không thấy nó đâu rồi. Thì cái này nó cứng quá nè, mình mở mà nó không được. Cái thấu kính nó bị mốt luôn á. Đấy anh em thấy nó mốt không? Không phải là cái kính này là mình không xài được nha anh em, mà cái kính này mình dự tính á là sau này mình sẽ làm một cái cây talon siêu ngắn gọn. Mình sẽ chơi cành 10 inch cho anh em. Cành 10 inch. Cành 10 inch là nó khoảng tầm, nếu như chơi á là nó dài khoảng tầm 25 cm. Thì 25 thì khoảng tầm là cái khung mình sẽ cắt là 30 anh em. Rớt chiên kẹo này. Mình cắt cỡ tầm 30. 30 là siêu gọn luôn rồi đấy. 30 thì đôi khi là mình bỏ ba lô nó rất là gọn. Cái 12 inch nó cũng gọn nhưng mà cái 10 inch nó còn gọn hơn nữa. Đấy. Thì sắp tới chắc có thể là mình mà có điều kiện mình hướng lên mình sẽ cắt một cái. Cắt tự cắt như máy đợt trước chơi nó phê. Đấy thích anh em à, chứ không phải gì hết. Mình mua thì được chứ không phải là không được, nhưng mà vẫn thích cái cảm giác mình tự mình cắt. Còn bản vẽ mà anh em muốn lấy cái bản vẽ gì đấy thì cứ vô kênh mình lục mà xem rồi lấy ha. Lấy một cái tờ giấy ra rồi ngồi đó mình ghi đấy, mình nói đến đâu mình diễn giải tới đâu, anh em thì làm một cái khung trước đi rồi lấy cái số liệu đó mấy anh em ghi ra, từ đó đó bao nhiêu sen hay là bao mili đấy là ghi là nó ra thôi. Hoặc là lấy cái khung luôn anh em, nếu như tốt nhất anh em lấy cái khung luôn, vừa ngồi vừa xem mà vừa ghi lên, nó khá đơn giản à. Còn cái mũi taro thì anh em ra tiệm điện hay là tiệm vật liệu xây dựng á, tiệm nó bán sắt thép đấy, mũi khoan đấy, ra mua cái mũi taro 5 ly, mũi taro 5 ly nha anh em. Còn mũi khoan anh em là xài mũi khoan 4 ly nha, anh em xài mũi khoan 4 ly, khoan nó lủng vô đi, đúng không? Khoan lủng ngoái sơ một xíu rồi lấy cái kìm chết hay là cái gì đó kẹp cái mũi taro để đó ruột quay tay thôi đấy, để mình quay chứ đừng làm bằng máy nha anh em. Tại lúc trước mình làm bằng máy á, tại vì cái đó là mình làm biến chứ là mình làm là mình làm chết luôn nên mình mới làm ấy, chứ còn làm phải làm cái đó làm thủ công nó mới không bị cháy răng, chứ còn không là nó sẽ bị cháy răng á. Nó cháy răng thì anh em dặn một hai lần là nó tuôn luôn à.
Tại vì bởi khi mình làm là lúc nào mình cũng định tâm hết bốn con ốc, định tâm đủ bốn con ốc, bốn bốn phía, nên cái cành nó rất là chắc, cho dù anh em giục nó đi, giục nó xuống thì nó cũng không có vấn đề gì. Cái này mình phải lau nó lại. Đấy thì góp ý với anh em là như vậy. Cũng mình cũng mới vừa vô xem kênh mình, ở cái lượng sub nó lên cũng được một xíu, mình cũng rất là vui. Tại vì nản anh em, làm không thấy cái lượng sub nó lên mình cũng nản lắm. Gì đâu mà từ lúc mà mình ăn mừng 200 sub mấy cái này cũng khá lâu, lên được 200 221 sub cũng vui vui. Lâu lâu lên xem thì nó cũng nó lên vậy cũng vui, chứ còn nó đứng miết hoài chắc mình chán, mình làm biếng làm lắm. Thì cũng cảm ơn anh em đã đăng ký kênh ủng hộ nha, mong anh em đăng ký kênh rầm rộ hơn nữa đi, mình mới có tinh thần để mình làm cho anh em xem, chứ mua đồ review về cho anh em xem chứ, đăng ký kêu vậy thì mình làm biếng làm lắm anh em. Còn em cứ thắc mắc cái gì cứ ok để lại comment, tại vì mình biết là cái kênh của mình nó khá hữu ích với anh em đam mê, mình dám chắc luôn chứ không phải nói xạo nói dốc gì đâu. Tại vì mình có bao nhiêu kinh nghiệm mình chia sẻ cho anh em thấy chưa, mình không phải tài giỏi, mình phải học hỏi anh em thêm, nhưng mà mình biết được cái gì mình chia sẻ cho anh em cái đó để anh em chơi cho nó ok. Rồi thì cái này chắc mình mở ra để mình tham khảo thôi, để mình chế cho nó nói chung là nó sẽ chết luôn ở một vị trí chống nhảy tầm, siêu chống nhảy tầm luôn. Thì cái cây này mình nếu như được mình sẽ gắn lên cây cây 10 inch, 10 inch là nó cái khung nó bằng cái này luôn anh em, cái khung chắc nó bằng luôn cái kính đây này, mình dự tính cắt 30 à, 31 nó dài hơn luôn nè, không đấy vậy là nó bằng luôn luôn cái đầu cành luôn này nè, tại vì 30 là mình để dư để mình bắt cái giảm vô nữa, có nghĩa là dư để bắt cái giảm vô đấy. Thì mình sẽ nếu như mình mua cái phôi về mình sẽ cắt thẳng về luôn, mình cắt theo cái bạn, một bạn ở trên, bạn là Dương Quá hay gì đó là cắt cũng đẹp lắm, cắt để y và cắt luôn đấy, để y và cắt luôn cho nên sẽ rút ngắn lại, rút ngắn lại. Tại vì nếu như mình mua cái phôi mà nó 60 thì mình sẽ cắt làm hai cái được, mình để dành mình chơi đấy, chứ không cái cây, cái cây của mình nó hơi dài, nó tới tới 14 inch, nó hơi dài nên mình không thích, mình thích nhỏ gọn à. Mình chơi thực chất ra mình nếu như mình đi mình đêm hay là vô rừng á, chỉ có ngoài đồng mới đem xa thôi hả, chứ còn vô rừng thì nó cũng khoảng tầm là chục mấy, hai ba chục mấy kìa, chục mấy nó gần quá, hai ba chục mấy chứ thực chất ra đâu có bán đem xa được. Rồi thì thôi mình xin kết thúc clip đây nha, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, ủng hộ rầm rộ vô đi ha, để mình làm clip cho anh em xem tiếp. Còn cái này thì mình đã khoan mờ cái này nè anh em, mình vẫn là taro mũi 5 nè, mũi 5 ly nè, 5 ly. Thì cái này á, là lúc trước do mình dặn con lục giác này nó méo luôn cái thấu kính trong này nè, nó chưa có bể mà nó méo hình trái tim luôn á. Thì mình khuyên anh em nếu như mà có định tâm nó vặn bằng tay thôi, cứ vặn cho nó thông hết nè, thông hết rồi chỉnh hết hai cái này ok, vặn tay vừa vừa đủ cứng bằng tay nè, chứ không bằng lục giác vừa đủ cứng là ok rồi. Sao đấy, cái kính này hầu một thời mình mua nó cũng đỉnh lắm á, chứ nó khá đỉnh. Còn nếu như anh em mà biết mình chết bao nhiêu kênh thì biết, anh em biết mình chơi lâu cỡ nào đấy,
chứ không phải là mình thuộc dạng con cò bé bé mới chơi một hai bữa lên nó làm dốc làm tách nói xạo nó láo anh em. Mình nói thiệt, mấy cái can trước là mình bỏ ra tiền mấy chục triệu để mua đồ review cho anh em xem ấy, mua đồ review cho anh em xem ấy chứ không ấy đâu. Còn cái thấu kính này thằng kia nó quảng cáo là HD mà mình thấy gì đâu, nó mờ, mình nhìn vô nó mờ căm mà mình nhìn được, đôi khi muốn quay clip cho anh em xem mà thôi, khỏi đi. Với lại là cái đó nó vi phạm về cái chế độ của YouTube, mình không muốn check kênh nữa, mình muốn làm vì anh em đam mê và làm vì bản thân mình nữa. Rồi khả năng sau này mình không, pháp luật không cho phép thì mình sẽ chuyển sang một cái lĩnh vực khác làm để cho anh em xem, đúng không? Còn anh em cứ đăng ký kênh làm cái gì giao lưu với nhau về kinh nghiệm chẳng hạn. Rồi ok, tạm biệt anh em, ngăn cái clip này nó hơi dài, mình tính làm 5 7 phút rồi mà nó dài quá. Rồi cảm ơn anh em hết nha, tạm biệt anh em luôn, thắc mắc cái gì để lại comment. Rồi bye bye anh em.